Xin chào tất cả các bác ạ, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Nhật Bãi Phú Cường á. Buổi chiều mai này, ngày hôm nay thì shop em mới về thêm một chiếc Jory Roshi cao tần áp suất, dung tích là 0.63 lít các bác nhé. Mã sản phẩm của em này là NP-QA06. Đây, quay ngoại hình cho các bác xem. Ngoại hình rất là đẹp luôn này. Màu trắng, xung quanh thành vách hai bên màu trắng, không bị cấn móp, không bể vỡ gì nhé. Đấy. Nồi dung tích là 0.63 lít, điện 100V, công suất là 865W. Ngoại hình rất đẹp luôn các bác ạ. Đấy, em này là nồi tách đường các bác nhé. Thích hợp cho gia đình khoảng từ 1 đến 3 người ăn. Những bác nào mà đang ăn kiêng, ví dụ như là bị tiểu đường hoặc là đang trong quá trình ăn giảm cân hay cần tách cái lượng tinh bột ở trong hạt gạo ra đấy ạ. Đấy thì các bác nên sử dụng những cái dòng tách đường như thế này nhé. Đây, nút tách đường ngay trên màn hình đây này. Dạ. Đấy. Bây giờ em sẽ cho các bác xem bên trong nhé. Bên trong của em này rất là đẹp luôn này. Răng rất xanh, không rách, không thủng. Nắp bảo vệ tháo ra rất là dễ dàng. Các bác sử dụng xong các bác có thể vệ sinh cho nó rất là sạch sẽ luôn. Đấy, rất là tiện. Rất là dễ sử dụng. Nồi cao tần áp suất bi các bác nhá. Đấy, bi này không bị han gì, bên trong không han gì tí nào luôn nhá. Đấy, nồi còn rất là mới luôn. Ruột nồi đây ạ. Ruột nồi thì không bị chấm cám, không chảy chóc chỗ nào nhá. Thành vách hai bên, thành vách bên trên có một vài điểm sức nhẹ thôi. Quan trọng là cái lòng nồi của nó còn rất là đẹp luôn, không bị chấm cám, không chảy chóc gì cả. Đây, bên ngoài nhá, dưới đáy nồi không bị chảy xước gì, nồi rất dày và nặng luôn. Đấy, nồi hai đáy rất dày và nặng đó. Đấy, các bác có thể chiêm ngưỡng em nó rất đẹp luôn ạ. Bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác sử dụng cái nút tách đường của dòng nồi Joji tách đường này nhé. Đây. Đây em này là màn hình LED ạ. Rồi. Màn hình LED luôn ạ. Đây. Nút tách đường đây các bác nhé. Đấy. Các bác ấn vào nút tách đường này, nó sẽ hiện ra cái dòng bên dưới đang nhấp nháy, cái chữ đang nhấp nháy này. Đấy là chức năng tách đường thấp nhất các bác nhé. Đây, các bác dùng mũi tên di chuyển. Đây. Đây là mức tách đường trung bình. Và đây là mức tách đường cao nhất nhá. Bình thường thì các bác nên sử dụng cái mức tách đường trung bình là cái nút ở giữa này này. Đấy, nút ở giữa này, đây nút đang nhấp nháy này. Đấy. Đấy, thì cái hạt gạo của các bác nó sẽ vẫn có cái độ ngọt nhá. Còn nếu bác nào muốn sử dụng muốn tách hẳn cái lượng đường ở trong hạt gạo ra ấy thì các bác sử dụng cái chức năng tách đường cao nhất luôn. Ở cái chức năng này thì cái hạt cơm mà khi mà nấu ra ấy, nó sẽ không có cái độ ngọt đó. Đấy, vì các bác muốn tách hẳn ra thì nó sẽ không có cái độ ngọt của cơm nhé, không nhé. Đấy, nhưng mà thường thường là ví dụ như những cái bác nào mà đang bị tiểu đường ấy thì các bác sử dụng những cái sử dụng cái chức năng tách đường cao nhất đấy. Đấy, thì những cái nồi cơm này nó sẽ đáp ứng được các nhu cầu sử dụng của các bác luôn. Đây. Đấy. Tách đường. Menu này, chọn gạo này. Dùng các giác dùng mũi tên di chuyển. Menu nhá. Đấy, em này thì có nấu cơm cháy, nấu cứng và hơi cứng, nấu bình thường hoặc là nấu mềm và siêu mềm cũng nhá, đều có hết luôn. Đấy. Và nấu tách đường đều có trong màn hình luôn các nhé. Đấy, bác nào lấy em sẽ dịch toàn bộ những cái chức năng này trong màn hình ra cho các bác xem để các bác dễ sử dụng hơn. Ok nhé, các chức năng hoạt động em đã test rất là ok rồi. Đấy, bác nào lấy thì bác nào có nhu cầu đang săn những cái dòng em Joji tách đường mà 0.63 lít như này thì hãy gọi điện qua số điện thoại còn Zalo bên em là 0862594684 nhé. Ok, mã tiếp theo là mã số 3 của ngày 25 tháng 6 đúng không ạ? Mã số 3 nhé nhá. Mã số 3 lên trong này với giá là 3 triệu 1 các bác nhé. 3 triệu 1 ạ. Đấy. 3 triệu 1 thôi.
Nồi Joji tách đường giá là 3,1 triệu. Đấy, bác nào chuyển khoản 100% bên em bao ship, nếu không chuyển khoản thì vui lòng cọc giúp em 200.000. Đây. Đấy, nồi Joji Roshi tách đường 0.63 lít các nhá. Giá là 3,1 triệu. Đấy, các bác có nhu cầu mua hàng gọi điện trực tiếp qua số điện thoại cộng Zalo bên em là 0862 594 684. Đây, số điện thoại và số tài khoản ngân hàng em đã để ngay trên màn hình đi rồi. Ok nhé các nhá. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.